Xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mấy anh chị cái cách làm foil, cái cách mình sử dụng foil để làm sao cho nó không có bị chốc. Tại vì trong tuần vừa qua thì em thấy có nhiều anh chị post vào trong bao nghề nail là tại sao khi sử dụng foil lên móng cho khách nó lại không có khô, rồi khách đi một vài ngày lại chốc quay lại, hay là một vài tiếng thôi là bị chốc rồi họ quay lại. Thì cái đó là do mấy anh chị sử dụng không có đúng cách, mình để cái phôi lên móng người ta không có đúng thì nó sẽ dễ bị chốc. Còn nếu mà mấy anh chị làm đúng rồi thì đi 2-3 tuần nó vẫn bình thường, không có gì mà sợ phải sợ là khách bị chốc hay là quay lại cho mình sửa. Thì mấy cái live lần trước đó em có chia sẻ cái cách sử dụng foil rồi, nhưng mà mình sử dụng là trên trên móng bột màu. Và hôm nay thì em sẽ hướng dẫn, em sẽ chia sẻ cái cách sử dụng trên màu gel. Em sẽ xài cái màu nền là màu đen. Và hôm nay em sẽ làm trên người mẫu là em. Em đã làm trước 4 móng rồi, còn một móng nữa. Thì cái móng hôm nay em rửa sếp khác với bình thường. Bình thường mấy anh chị thấy là em rửa coffin hay là móng nhọn, thì hôm nay em đeo móng hơi bầu một tí. Tại vì cũng muốn chia sẻ với mấy anh chị cái cách làm cái shape móng khác nhau. Rồi đôi khi khách hàng á, mỗi người hiện tại thích cái cách khác nhau. Ở đây em đã làm xong 3 móng rồi nè. Và phôi thì em sử dụng đây là 3 cái màu. Mình lựa màu làm sao 4 màu để cho nhìn nó đa dạng. Thì em sẽ làm cái nền đen và phôi để lên trên đó, em sẽ sử dụng nhiều màu khác nhau để nhìn cho nó nổi bật. Cái này rất là dễ làm nha, chỉ cần mấy anh chị làm theo đúng các bước của nó, đừng bỏ bước nào hết. Tại mình bỏ thì mình sẽ dễ bị chốc, cho nên mình đừng có hết cái bước của nó, cứ theo vậy rất là nhanh rồi mà nó sẽ giữ được lâu. Rồi bây giờ em sẽ làm một móng này trước với cái móng oval, cũng không có bầu lắm đâu, hơi nhọn nhọn một tí. Hai Sophie, hai biết làm gì hơn, hai chị Tristan Trang. Hello mọi người đang trên đây nha. Em thấy có 100 lẻ mấy anh chị mà không có thấy tên hết. Rồi bây giờ cái móng này là cái móng vuông em để lên nè. Em sẽ cắt bớt hai cái cạnh hai bên để cho mình giũa đỡ cực hơn. Cắt làm sao đừng có để cho nó bị méo bên nào, cho nó đều, mỗi lần cắt vào một tí thôi. Mấy anh chị giúp cho em share cái video này ra nha. Thì em chia sẻ cái cách làm này một tuần qua quá trời câu hỏi luôn á. Mấy anh chị cứ gọi vào trong nail shop nè: mọi người ơi, sao mà móng làm foil thấy em làm trên video mấy lần trước á dễ quá, mà chị làm cho khách lại chốc, có mấy tiếng đồng hồ thôi khách quay lại chốc. Em nói em mới hỏi là chị làm như thế nào. Thì khi mà chị nói các bước làm của chị ra rồi á là em biết rồi, mình làm sai cách, mình bỏ một vài bước của nó thì nó sẽ bị như vậy. Và hôm nay em sẽ làm chi tiết hơn cái cách làm cho màu treo. Cái này em giũa, mấy anh chị thấy em giũa em không thế nào mà giũa một bên rồi qua bên kia hoàn toàn hết. Mình giũa từ từ, mỗi bên mình đi vào từ từ để mình chỉnh cho cái móng của mình nó đều. Còn mấy cái móng dạng này mà giũa một bên vào sâu thiệt sâu rồi mới giũa bên kia thì nó sẽ dễ bị nó dễ bị méo qua một bên, mà khi méo rồi mình chỉnh khó lắm. Chị hỏi em sao không xài móng đục mà em xài móng clear không vậy hả? Dạ chị. Em không biết sao em lại thích cái móng clear nữa. Có thể là cái loại móng này nó chắc hơn hay sao? Với lại một cái móng này nó được cái là nó thẳng ở bên dưới á. Em thích nó thẳng ở bên dưới. Biết làm gì hơn, làm thử hoài mà không được hả? Cái này dễ lắm. Ráng coi nha, ở đây coi video tới cuối cùng đi là biết làm liền hả? Hai Tô Tiến Trang, hai anh Phong Nguyễn. Dạo này em thấy anh Phong có nhiều cái video trong bao nghề nail cũng đẹp quá nha. Cách làm của anh Phong chỉ rất là đơn giản và dễ hiểu nữa. Rồi ở đây em có liquid và bột. Bột là em xài bột của Mia nha, Mia Secret.
cái loại clear này nó dẻo dễ xài lắm. Và em xài cái Extra Bond cũng là của Mia luôn. Đây chai này đây. Cái loại này nếu mà em không biết trên đây có anh chị nào xài qua cái loại này chưa. Em thấy nhiều anh chị order lắm á. Tại em xài em thích lắm, không có hôi. Mà nó không có làm nóng cái tay của mình nữa. Em sẽ để lên cho nó đều trên móng hết. Rồi. Bây giờ em chỉ làm một một ngón tay đắp bột thôi. Tại vì mỗi lần mà làm 5 ngón tay đắp bột nó hơi lâu quá phải không mấy anh chị? Em sẽ để gần lại, zoom lại cho mấy anh chị thấy nha. Rồi nè. Lúc nào em cầm á, cây cọ lên á, em cũng nhìn thử coi cái nào là cái nếp cọ của mình, cái mà nó cong lên vậy á, đó là cái nếp của cây cọ của mình vuốt cho nó mướt thì nó mới cong lên như vậy. Rồi bắt đầu em sẽ lấy nè, cái móng này tương đối hơi dài cho nên em sẽ lấy liquid nhiều hơn một tí. Anh chị thấy không, lấy xong em chậm vào đây nhưng mà chậm nhẹ lắm nha, không có chậm mạnh, là trên cái cây cọ của em là vẫn còn liquid, nếu mà để thẳng thì nó sẽ nhiễu xuống á. Thì như vậy mình sẽ lấy bột đủ cho cái móng dài. Rồi em để thấp bên dưới nè, đẩy nó lên. Rồi buông ra mà kéo cho nó đi xuống cái móng của mình đó. Rồi bắt đầu em lấy thêm nước, lấy thêm liquid á. Em mới đẩy cho tất cả cái này nè, nó nằm sát xuống cuticle. Đẩy cho nó nằm sát xuống rồi em mới vuốt hai bên. Thì khi cái cọ của mình nó đủ liquid rồi á, mình vuốt cái móng nó rất là mướt, cái mặt móng nó mướt lắm. Vuốt hai bên cho nó ôm vào ra tới ngoài phần đầu móng rồi thì em mới bắt đầu em vuốt phần ở giữa để cho nó phủ đều xuống. Rồi lấy bớt, lấy hết cái phần bột mà nó dư ra. Thôi, mấy anh chị thấy này là ra sau một cái móng của mình đây nè. Cái phần bên trong đây rất là mỏng nha, cái phần chỗ này nè. Để khi em đắp á, em để cái chỗ này nè, nó đâm thẳng vào trong cuticle. Cảm giác được luôn á, cảm giác giống như là mình chọt cái đầu cọ vào trong cái thịt của người ta. Chọt mạnh vào vậy nè. Thì để khi mà mình chọt mạnh vào vậy đó, nó làm cho cái bột nó nằm sát xuống cuticle. Thì mình không cần phải giũa nhiều. Bây giờ em để tí xíu cho nó khô, là mấy anh chị thấy là mình chỉ giũa sơ thôi là cái cuticle nó sạch rồi. Và cái mặt móng này nó đã mướt sẵn rồi nè, mấy anh chị thấy không? Mình gờ nó đã mướt rồi, cho nên mình không có cần phải giũa nữa, mình buffer thôi là đủ rồi. Tại vì mình sẽ sơn treo. Nếu mà sơn treo á mà mình làm cho nó mịn quá, nó mịn mà nó bóng luôn á thì sơn treo nó sẽ dễ chốc. Cho nên em để cho nó, em chỉ buffer cho nó mịn xuống để cho mình sơn lên không bị sọc thôi, nhưng mà không có quá mịn như là mình sơn nước sơn thường. Nước sơn thường thì mình cần phải là thật là mịn để cho cái nước sơn nó bóng, còn nước sơn treo thì mình cần nó hơi sần một chút để cho cái treo nó bám xuống. Rồi trong thời gian đợi cái ngón này khô lại một tí đó thì em sẽ bóc vào mấy ngón kia. Mấy ngón kia em đã rửa sáp xong hết rồi. Bây giờ em chỉ cần bóc vào thôi. Thường bóc vào em sẽ đi cái phần từ giữa đi xuống bên đây móng bên trái, rồi từ giữa đi xuống bên phải. Như vậy thì nó sẽ ôm cái móng xuống, ôm hai bên vào. Ngón này cũng vậy. Anh chị thấy khi mà nghiêng cái tay qua đó, cái tay của em nó đã mịn rồi, cho nên mình không có cần phải bóp phần nhiều. Cái này là em đắp bột của em giũa xếp thôi đó, em không có giũa cái mặt móng bên trên đó. Anh chị thấy không, khi cái phần chỗ này của mình nó mỏng nè, nhìn nó tự nhiên. Nếu mà móng mà nó có mọc ra, mai mốt nó mọc ra đó thì nó cũng
không có thấy là có cái khớp nhô cao lên. Rồi, cái ngón này tương đối là đã khô rồi. Bây giờ khô rồi, em đem gần lại cho mấy anh chị coi nhé. Cái cách đắp này nếu mà ai mà anh chị nào mà mới vào nghề chịu khó coi coi đi coi lại nhiều, em cố gắng chia sẻ chi tiết luôn để cho mấy anh chị có thể tập được á. Em bóp cái tay xuống nè, mình thấy là nó nằm sát trong khi đi cầu, nhưng mà nó nằm nó mỏng xuống chứ nó không có bị cộm lên, mà nó sát vào cuticle, nó không có bị tràn lên cuticle của mình. Thì bây giờ mình giũa, mình chỉ cần đi một đường mỏng chỗ này thôi là nó đã sạch rồi. Giờ em sẽ dùng cái kê giũa cây nè. Cái loại này em xài là 8 8 không phải 80, 100, 100 100. Loại này 100 nhưng mà nó cũng rất là sần. Mình xài nó giũa xuống nhanh lắm. Rồi có nhiều anh chị hỏi em chứ em xài giũa loại nào, thì đây là cái loại mà em xài nè, nó xuống nhanh mà nó bền nữa. Rồi thì khi mình giũa cái này đó, mình coi cái móng giũa cho nó tương đối, nhìn theo cái hướng của mình đó nha, cho nó tương đối thôi, rồi mình mới quay lại cái hướng này để mình chỉnh lại. Tại vì cái đối với cái kiểu móng này mà nếu mà mình ngồi hướng mình giũa không á, rồi cho khách đi rửa tay thì có thể cái móng của mình nó dễ bị xéo một bên. Cho nên để chắc ăn là có méo hay không á, mình quay cái tay khách lại như vậy nè. Quay đứng lại như vậy nè. Thì mình thấy bên nào cần phải chỉnh thì mình sẽ chỉnh. Như vậy thì cái tay của người ta sẽ đều hơn. Rồi vậy là xong rồi nè, nhớ là mình phải giũa ở bên dưới móng nữa để cho cái móng của mình, cái mặt ở dưới nó mỏng, nhìn nó không có thô với lại không có khó chịu, khách họ cũng không có khó chịu. Rồi giờ em sẽ giũa cái cuticle cho mấy anh chị coi. Cái đầu giũa cuticle em xài là cái đầu đầu này, đầu file sao nó rất là mịn nha, mà nó cũ rồi, em xài lâu lắm rồi, nó lục cho nên nó không có cắt tay người ta. Em chạy cái số này là cái số số chậm nhất á, số chậm nhất của cái máy này. Cái máy này loại xài cho pedicure. Thì trước khi mình giũa đó, anh chị có thể đẩy, nếu mà ai chưa có kinh nghiệm giũa đó, mình đẩy cái cuticle người ta ngược lại nè thì nó sẽ hở ra. Rồi mình để vào đây mình giũa. Nếu chưa quen thì mình giũa mỗi lần nửa móng, từ nửa móng đi qua góc bên trái, rồi mình xoay ngược lại từ góc bên phải đi vào nửa móng. Đó, như vậy là khi mình nhìn thấy được cái móng thật của người ta đó là mình ngưng, mình không có giũa nữa. Giũa nữa thì nó sẽ làm mỏng cái móng của người ta, mình không có nên giũa xuống móng của người ta. Khi mà mọc ra một số khách hàng mọc ra mình thấy có cái đường cắt xuống móng đó, mình không có nên làm như vậy, nó sẽ làm hư cái móng của khách hàng. Mình giũa cho tới một tí xíu vừa thấy cái mặt móng thật đó là mình ngưng lại liền. Rồi buffer, bây giờ chuẩn bị mình chuẩn bị sơn treo. Mà trước khi sơn treo á, trong tiệm thì mấy anh chị hay cho khách đi rửa tay đúng không? Em sẽ chùi cái tay của em với alcohol nha. Phải chùi sạch bụi để mình sơn treo lên á, nó không có bị hột. Như khi mình không có rửa tay sạch hay là mình không có chùi sạch á, mình sơn lên thì cái mặt móng của mình sơn treo nó sẽ bị có hột hột trên đó, nhìn nó không có được đẹp. Cái treo là nó bắt buộc là nó phải bóng, mà có dính bụi rồi là coi như nó không còn bóng nữa, nó bị sần sần này nhìn kỳ lắm. Trước khi mà sơn á là mình chỉnh
tất cả các đầu móng của mình lại cho nó đều với nhau nha. Rồi bây giờ em sẽ xài chai chai treo màu đen để sơn làm nền, và trên móng bột á, thì em sẽ không có sơn base. Ok, em sẽ để là 30 giây nha. Đây là cái màu đen mà em xài này của Wave. Sẵn em nói luôn, nếu mà anh chị nào đang xài cái sản phẩm của Wave thì ngày mai em mời mấy anh chị tham gia chương trình tình tự tối thứ tư, sẽ có đại diện bên hãng Wave qua đây để chia sẻ với mình những cái cách sử dụng sản phẩm làm sao cho đúng. Thì đôi khi nếu mà một cái sản phẩm nào mà mình sử dụng không đúng á, thì nó sẽ có vấn đề như là nó không được đẹp lắm, nó dễ bị tróc hay là nó dễ bị nhăn. Thì mấy anh chị có thể đặt câu hỏi vào trong đây, để ngày mai em sẽ đưa câu hỏi đó đến với đại diện của hãng để người ta tư vấn cho mình, trả lời cho mình cái cách sử dụng như thế nào là tốt. Rồi, em sẽ sơn cái lớp đen đều hết lên trên 5 móng nha. Treo thì mình sơn càng mỏng càng tốt. Nước đầu tiên á, có thể là mình thấy nó vẫn còn chưa có đủ màu cho mình, nhưng mà mình vẫn để đó, mình sẽ sơn lớp thứ hai. Đừng có sơn chồng lên, nó dày hơn thì nó sẽ không có khô, như dễ bị tróc. Cái này là em chia sẻ cái cách sơn của em thôi nha. Là em để thấp bên dưới rồi em đẩy lên từ từ cho nó sát cái mí cuticle là em ngưng. Không có để cho nó chảy vào bên trong. Nè, em để thấp bên dưới đây nè. Rồi, em đẩy lên từ từ, sát mí cuticle là mình ngưng liền. Rồi kéo ngược xuống. Và cái ngón tay của mình lúc nào cũng để cho nó chúi xuống á, thì cái nước sơn nó sẽ không có bị chảy tràn vào trong cuticle. Và cái cọ thì mình để cho nó hơi đứng về một tí để cho nó làm cho cái nước sơn của mình mỏng ra. Mình nghiêng cái tay cái này em làm trên tay em thì em nghiêng, còn mấy anh chị làm trên tay khách á thì mình cầm cái ngón tay người ta, mình xoay qua trái xoay qua phải để cho mình có thể đi hết vào trong tất cả các góc và bên hông của móng nè. Khi mình nghiêng cái tay qua bên hông nè, mình không có còn thấy cái màu trắng bên hông nữa. Hi Sony. Rồi ngón này cũng vậy. Mình đi từ từ thôi nha. Mình nghiêng cái tay đi qua trái qua phải và đi từ từ thôi. Sơn treo á, cái màu sơn nó không có khô, cho nên mình không có cần phải sơn vội. Khi mà mình sơn mà vội nhiều khi nó lem, mình chùi cực lắm. Nó lem được cái nước đầu rồi, cái nước sau nó sẽ bị lem vào ngay chỗ đó nữa. Tại vì treo mà nó sẽ chảy xuống ngay chỗ đó nữa. Cho nên mình cố gắng mình đừng có để cho nó lem ra. Rồi, em sẽ hơ đèn 30 giây. Trong khi hơ đèn thì em sẽ giới thiệu cái chai mà chai chai foil glue mà em xài. Đây nè. Em xài cái loại này thì em thấy là trên thị trường nó có mấy loại. Thì cái lúc lúc đầu á là mình xài cái hiệu khác, nó là Star Glue, thì mình bỏ lên là nó màu xanh rồi nó sẽ chuyển sang clear. Và loại này cũng vậy, nó là khi để lên thì nó màu trắng và nó cũng chuyển sang clear. Thì lúc mà nó chuyển sang clear là lúc mình bỏ phôi, mà cái cách làm của nó thì nó giống nhau thôi. Rồi sau khi cái lớp đầu khô á, em sẽ sơn lớp thứ hai. Sơn treo lúc nào mình cũng nên sơn
hai lớp, đa phần là hai lớp thì cái màu nó mới đều. Lớp thứ hai của mình thì mình sơn nhanh hơn nhiều, tại vì lớp đầu á mình ráng đi vào trong cuticle cho nó đừng có bị chảy vào cuticle, hay là cho nó đầy đủ cái nước sơn trong cuticle, thì nước thứ hai của mình đi nhanh hơn, mình không có cần phải vào sát quá. Em cũng sơn đẩy từ bên dưới đẩy lên ha, rồi mình vuốt nó xuống, mà mình vuốt và mình có cái hơi có một tí lực trong đó để cho cái nước sơn của mình nó mỏng ra. Em cũng nghiêng qua, khi sơn lúc nào cũng nghiêng qua trái nghiêng qua phải hết á, thì mình không cần phải niễn nguyên cái người mình qua. Em thấy như anh chị vui lắm, đi giống như trong tiệm của em á, nhiều anh sơn qua bên trái là cái người nằm muốn nằm qua bên trái luôn á, mình không có cần phải xoay cái người mình quay cái ngón tay của người ta là được rồi. Mà nếu mà mình không có xoay ngón tay người ta mà cũng không nghiêng người á thì cái bên hông nó sẽ không có màu, mình nhìn ở trên mặt có màu mà bên hông không có màu nhìn kỳ lắm. Rồi hai hai chị Trisha Lê. Rồi sau khi nước thứ hai xong thì em cũng sẽ hơ đèn 30 giây nữa nha. Mỗi một cái lần mà sơn màu xong á thì em sẽ hơ đèn 30 giây. Và mấy anh chị chú ý cái phần này nè. Khi hơ đèn xong, em sẽ dùng alcohol để mà chùi cái lớp dính ở trên mặt của nước sơn treo nha. Thông thường trên mặt của nước sơn treo lúc nào nó cũng có một cái lớp dính, khi mà mình hơ đèn xong á mình lấy ra thì mình sẽ thấy nó có cái lớp dính. Cái lớp hơi rít rít nè, cái lớp hơi rít rít này nè. Mấy anh chị trong nghề nail thì chắc mấy anh chị nào cũng biết rồi đúng không? Mình phải chùi sạch cái lớp đó đi. Cái này là cái lỗi mà mấy anh chị gặp khi mà mình làm foil, mình không chùi cái lớp này đi thì nó sẽ bị chốc. Tại vì khi mình cái lớp dính đó nó còn, mà mình sơn cái foil glue này lên thì nó sẽ mix lại với nhau, nó sẽ không có khô. Mà không khô rồi mình bỏ thấp coat chồng lên trên thì nó sẽ chốc cái nền bên dưới. Đó là tại sao nhiều người nói là khách đi 2-3 tiếng là quay lại, là tại vì nó không có khô cái nền thì làm sao mà nó dính. Bây giờ em chùi ra sạch hết rồi nè, là cái mặt móng của mình nó tương đối nó khô ráo. Xong rồi em mới bỏ cái foil glue lên. Nhưng mà trước khi bỏ cái foil này là lúc nào mình cũng nên chuẩn bị, mình chuẩn bị mấy cái miếng foil này mình cắt ra một cuộn vậy xài được rất là lâu. Cái này khi mà trong tiệm mà thời gian mà mình rảnh mình ngồi mình cắt ra trước để tới khi mà mình làm mình không có phải mất thời gian. Và một miếng cắt ra thì không phải mình xài một lần rồi bỏ nha, một miếng cắt ra về mình xài cho tới khi nào mà mình thấy nó chốc ra hết mấy cái màu trên mặt của nó đó rồi mình mới bỏ. Nên mỗi lần cắt mình cắt miếng nhỏ thôi, nếu mình không có xài nhiều thì mình cắt miếng nhỏ thôi, còn bao nhiêu mình để vào trong cuộn cho nó sạch, nó không có dính bụi hay là nó không có bị chốc cái lớp màu ra. Em làm gì làm chứ em cũng tiết kiệm sản phẩm lắm. Đúng là tại vì làm tiệm nail nói thật chứ mình cũng đâu có, nếu mà làm mà sản phẩm mà mình không có kỹ là mình cũng không có lời nhiều đâu. Thank you anh Sony. Rồi bây giờ em có đây 4 màu nè. Rồi em sẽ để nó lên, thì để làm sao cho nó xen kẽ với nhau nhìn cho nó lạ mắt. Em sẽ xài cây glue này em sơn lên. Khi em sơn lên mấy anh chị để ý nha, mình không cần tùy theo cái design, nếu mà mình làm hết nguyên móng á thì mình sơn nguyên móng, còn nếu mình làm chỗ nào mà mình muốn để phôi á thì mình chỉ sơn chỗ đó thôi,
mình không có cần sơn mấy cái chỗ mà mình không có để phôi. Sơn cũng mỏng thôi, mình không có cần phải sơn dày nhé. Mấy anh chị thấy em lấy chỉ có một lần lưu, nhưng mà em sơn được nhiều lắm. Khi em sơn lên thì nó màu trắng, bây giờ mấy anh chị thấy một mấy cái ngón đầu tiên á là nó đổi sang màu clear rồi. Rồi, cái ngón nào đổi sang clear rồi á là mình bỏ phôi lên ngón đó được rồi. Ví dụ ngón này nó còn một hai đốm trắng em để đó, ngón này em để lên được rồi nè. Em sẽ ịnh cái màu lên, để xuống, để lên, đè nó xuống, xong rồi giật nó lên nhẹ nhàng thôi, mình không có cần phải mạnh tay quá đâu. Đó, anh chị thấy em cũng rất là nhẹ nhàng với nó nha, không có quá mạnh tay. Bên đây cũng vậy, nhẹ nhàng thôi. Bên đây đã khô rồi nè, bây giờ em ịnh cái màu này lên. Chỗ nào khô thì bắt đầu mình ịnh màu lên, làm cũng hơi nhanh tay một tí, đừng có chậm tay quá. Rồi bên đây mình sẽ cũng ịnh lên. Mấy anh chị thấy bốn miếng này mà em làm được nhiều lắm nha. Mình ịnh xen kẽ với nhau để cho cái màu nó nổi bật. Rồi sẵn cái miếng nào mà mình cầm trên tay đó là mình ịnh liên tục luôn. Thì em nghĩ là cái mẫu design này không ai mà không làm được, phải không mấy anh chị? Em muốn chia sẻ cái nào nó nhanh, nó gọn cho mấy anh chị dễ làm. Còn mấy cái mẫu design mà cao cấp hơn thì mấy anh chị có thể coi trên nail shop của mình, nhiều người chia sẻ lắm. Và tương lai thì bắt đầu từ tháng 8 này thì sẽ có nhiều cái nhiều hãng họ gửi educator qua bên nail shop của mình để chia sẻ kinh nghiệm với mấy anh chị. Thì hy vọng là nó sẽ giúp cho mấy anh chị nhiều. Mình làm không có sản phẩm nào mình cũng làm được, chứ không có phải mua về rồi mình không có sử dụng được. Rồi mấy anh chị thấy nhanh không? Nhanh mà mình dễ làm nữa. Rồi như vậy là mình đã xong 5 ngón tay rồi. Bây giờ nếu mà mình muốn cho nó nổi bật hơn á thì em đi cái đường outline. Em sẽ đi một cái đường màu bên ngoài. Đường màu bên ngoài em sẽ đi màu gold nữa. Đây ở đây em có cái màu gold này, đây là cái màu gold mà em tương đối rất là thích. Em sẽ để nó lên trên cái nắp, một nắp của hũ bột. Rồi đây là nước sơn, nhưng mà cái dạng glitter này nó đặc lại, thì em có thể đi outline nó dễ lắm. Và cây cọ em xài sẽ là cây cọ liner của cây cọ liner mà lông thật nha. Cái cây này mình mua mình về mình xài được, mình giữ được lâu, nó bền nữa. Mà mỗi lần xài xong á mấy anh chị rửa nó rồi bảo quản nó trong cái ống của nó đó thì nó sẽ xài được bền lắm. Rồi em sẽ lấy một miếng cái đường outline, mình đi từ từ thôi. Cái đường này là mình đi cho nó nổi bật mấy cái bên trong lên nè. Anh chị thấy rõ không? Cái này là em làm trên tay em cho nên phải xoay nhiều vòng để mình nối cái đường nó lại. Rồi cái đường này nó sẽ giúp cho cái màu của mình bên trong nó nổi hơn nhiều. Mình chỉ thấy khi em nghiêng qua bên hông mình cũng thấy nó có cái độ lấp lánh, độ chiếu của nó, thì như vậy nó sẽ nổi bật hơn.
anh hai sau này. Dạ thank you anh. Dạ em cũng có mấy chị gọi vào trong đây để nói là thích cái cách của em chia sẻ mấy cái design nó dễ làm mà nhanh, thì đó là cũng cái mà em thích nữa. Mình design cái nào mà nó mấy cái cao cấp thì có, nếu có điều kiện có thời gian thì mình nên học mấy cái design hơi khó hơn một tí, còn tất cả những cái cơ bản là mình phải biết, để cho mấy cái mùa đông khách thì mình phải làm mấy cái nhanh gọn cơ bản này nè. Nếu mà khách hỏi mà mình không biết nữa thì nó uổng lắm, tại vì nó quá dễ mà mình không biết nữa thì rất là uổng, mình mất hết một cái design mà cũng có thể là một người khách luôn nữa. Nên em phải làm sao em lúc nào cũng nói là suy nghĩ ra mấy cái design nào dễ nhanh gọn để chia sẻ với mấy anh chị, thì em sẽ đi cái outline lên mấy ngón còn lại và ngón đeo nhẫn á. Em sẽ đi một cái line hột xoàn nhỏ bên ngoài. Design thì cái nào mình cũng có thể làm nhưng mà lúc nào cũng kèm với hột xoàn, thì đó là cái cách mà mình làm cho cái móng của mình nó nổi bật hơn, với lại là mình lấy tiền khách cũng cao hơn nữa. Mấy anh chị thấy rõ không nhờ? Mình nói nó vào từ từ. Lấp lánh vô cùng luôn. Cái này là em ngồi buổi tối, em ngồi trong phòng mà nó còn chiếu như vậy buổi sáng ra ngoài thì dễ lắm. Cái này đặc biệt cho mấy tiệm nào mà khu nào mà khách họ thích design á. Mấy anh chị làm kiểu này là bảo đảm hút tiền khách luôn, nhanh gọn. Mà khách họ thích design rồi là họ sẽ thích mấy cái lấp lánh. Thì mình có thể là không làm hết nguyên bàn, mình có thể chen một vài ngón thôi. Rồi, một tí xíu nữa là mình xong cái ngón này luôn rồi. Thì mấy anh chị thấy chỉ có một cái outline chi tiết nhỏ nữa thôi mà cái móng của mình nó nổi bật hơn nhiều. Rồi sau khi mà mình đi cái outline xong á, bây giờ em sẽ cho hơ đèn mà không có hơ đèn quá lâu. Em sẽ cho hơ đèn 5 giây thôi để cho cái treo nó khô, nó đứng lại đó, nó không có chảy nữa. Rồi em bắt đầu em gắn đá. Rồi bây giờ là treo nó đứng yên rồi đó, nó không có chảy. Bây giờ em sẽ gắn đá. Gắn hột xoàn này lúc nào cũng phải có cái này là cái mà tiện nhất bây giờ mà em chia sẻ với mấy anh chị đó, cái treo để gắn hột xoàn. Và khi gắn hột xoàn nè, em xài cái size nhỏ nhất nha, tại vì khi mà mình đi outline á, mình nên xài size nhỏ nhất để nó khó bị rớt xuống. Đây là cái treo của mình. Ok, bộ này tính bao nhiêu tiền hả? Chị, bộ này hả? Bộ này bây giờ một bộ full set em không biết là tiệm chị tính bao nhiêu cộng với tiền treo. Em ví dụ là tiền treo của tiệm em đi, là em lấy tiền nước sân treo không á là 12 đồng. Rồi add thêm cái tiền design này lên 10 ngón. Thì cái foil không lên 10 ngón này là 15, với cái outline. Outline em tính 5 nữa là 20, 20 với hộp xoàn. Hai ngón mình lấy hai ngón outline thì em lấy 8 đồng thôi, là 28 cộng với 12 là 40. 40 với một cái bộ móng full set này thì có thể là mình lấy 35 là ra khoảng 75. Cho nên em nói cái bộ móng á, làm một bộ này 35 đồng ngồi nó lâu hơn là mình làm cái mẫu design 40 mấy đồng. Nên nếu mà có điều kiện thì mình add thêm cái design vào trong đó để cho mình lấy tiền thêm cho nó dễ.
Rồi, bây giờ cái gel này nè, em sẽ dùng cây chấm bi nhé. Em kéo một đường gel bên ngoài. Cái chỗ nào mà mình cần gắn hột xoàn thì mình sẽ để gel lên cái phần đó. Thì cái hột xoàn này nó cũng nhỏ thôi cho nên cái gel mình nó cũng không có cần nhiều. Mình cần một đường mỏng. Kéo xuống từ từ. Cái này mấy anh chị đi một lần luôn cũng được tại gel nó không có khô. Kéo một lần xuống luôn. Rồi bắt đầu gắn. Thì em sẽ đi cái hạt nhỏ đây nè. Em đi hai cái điểm đầu và điểm cuối là hai cái điểm chính của mình. Rồi bắt đầu đi vào từ từ bên trong. Gắn này nhanh lắm nha. Chị nào mà nhanh tay á, em là coi như tay em hơi chậm vậy đó. Mình lấy mình để lên lấy để lên là nó nằm yên đó. Rồi mình điều chỉnh. Mình điều chỉnh cho nó thẳng hàng với nhau. Cái treo này nó tiện cái là mấy anh chị điều chỉnh được. Lúc đầu em giới thiệu em chia sẻ cách làm á, em xài glue. Nhiều người cũng gọi vào khóc lóc quá trời, nói là gắng thấy em làm glue cũng cố gắng làm theo cách em chia sẻ nhưng mà nó khô hơi nhanh nên bây giờ có cái treo em cũng mừng nữa cho mấy anh chị dễ làm. Rồi bây giờ gắn xong cái đường outline mình sẽ chỉnh cho hai bên nó đều nè, đẩy nó vào. Rồi vậy là xong rồi nè. Cái lần này xong thì em sẽ hơ đèn là 1 phút luôn. Ba mươi giây tới 1 phút này, 30 giây là được rồi. Tại vì mình còn đi cái top coat nữa, top coat thì mình mới làm 1 phút. Em sẽ xài cái titanium top coat. Em cho biết tại sao phôi nó những cái lý do nào mà phôi nó thường dễ bị chóc không? Cái phôi mà bình thường khi mình làm mà nó dễ bị chóc á là cái hồi nãy giờ em chia sẻ đó, là cái mà mình dễ gặp nhất là khi mà mình sơn hai lớp màu xong á, mình không có chùi mà mình bỏ cái foil glue trực tiếp lên thì cái lớp dính của treo và cái foil glue nó sẽ mix với nhau và nó không khô thì nó sẽ làm cho cái phôi của mình bị chóc xuống. Còn cái thứ hai nữa đó là mình làm top coat á, mình nên làm 2 lần, đừng có làm 1 lần. 2 lần thì nó sẽ đủ dày để nó cover hết cái lớp phôi của mình. Còn 1 lớp thì đôi khi nó còn mỏng thì nó sẽ dễ làm cho cái phôi bong tróc ra một tí. Nếu mà sơn top coat thì mình sơn cũng rất là nhanh và hơi đèn thì mình cũng mất thêm khoảng 1 phút, 1 phút rưỡi cho nữa thôi là đủ rồi. Cho nên mấy anh chị cố gắng làm 2 lớp top coat để cho cái phôi của mình nó không bị chốc. Và lưu ý là khi mà khách hàng họ muốn làm phôi mà đi hết móng đi ra ngoài đầu móng luôn á thì mấy anh chị sau khi mà mình để cái phôi lên á thì mình sẽ làm cái cách làm giống như là chrome. Họ muốn ra ngoài đầu móng thì mình làm cũng ra tới ngoài đầu móng cho họ. Mình cũng sơn cái foil glue ra tới ngoài đầu móng. Nhưng trước khi mà mình sơn top coat á, mình dùng cái dũa này nè, mình dũa ở dưới mặt móng, ở dưới mặt móng nha. Nghĩa là mình để, thay vì bình thường mình dũa là mình để từ ngoài đi vào hoặc là ở trên mặt móng, cái này là mình để từ bên dưới mặt móng mình đi thẳng lên. Thì mình dũa như vậy
cho cái lớp ở dưới mặt móng nó sần lên, rồi sau đó mình sơn cái top coat cho nó phủ xuống cái phần sần ở bên dưới mặt móng á, thì nó sẽ bám lại rất là chắc. Rồi cái này là một lớp rồi, em sẽ đi thêm đúng một lớp nữa là bảo đảm phôi của mình nó sẽ giữ 2 tới 3 tuần. Nhiều khi khách của em đi 2 3 tuần quay lại vẫn còn nguyên. Mà mấy anh chị nhớ là đừng có cắt bỏ cái bước nào của mình nhé. Em làm em chia sẻ là em chia sẻ cái các bước nó đã nhanh gọn nhất rồi đó. Em thích nhanh gọn cho nên em đã thử hết mấy cái bước. Em bỏ bước này bỏ bước kia nhưng mà nó không có work. Nó dễ bị vấn đề. Khi bị mình sửa cực lắm. Mình phải bào xuống hết rồi mình làm lại, nó mất thời gian của mình. Cho nên cái mấy cái cách này là mấy cái cách mà ngắn gọn nhất rồi. Mấy anh chị làm theo y chang cái cách này thì em bảo đảm là sẽ không có bị vấn đề gì nữa hết á. Rồi mấy anh chị thấy một cái ống của mình xài, mỗi lần mình xài tí xíu thôi. Còn mấy cái phần này nè, hồi nãy mình cắt ra nhưng mà mình đâu có xài hết đâu, mình xài lần tí thôi à. Còn dư mình có thể để lại ở trong ống đó mình xài tiếp, đừng có bỏ, uổng lắm. Nãy giờ em có thấy nhiều anh chị hỏi em là mấy cái này mua ở đâu hả? Tất cả mấy cái sản phẩm mà em xài đều có trên NailJob hết á. Cho nên ai mà anh chị nào mà thích mấy cái đồ của em xài thì có thể lên shop.nailjob.com. Đây là cái website của mình ở đây nè, để mấy anh chị coi ở trên đó. Rồi bây giờ xong rồi em sẽ bỏ cái cuticle oil lên rồi em cho mọi người coi chi tiết ha. Rồi mấy anh chị thấy không, cái này mùa hè hay là cho mấy khách mà thích màu sắc, thích design đó, thì cái này nhanh gọn dễ lấy tiền, rất là dễ mà bóng lấp lánh nữa. Rồi thank you mấy anh chị, thank you 480 mấy anh chị đang ở trên live này theo dõi nha. Và hẹn gặp lại mấy anh chị vào ngày mai đi, ngày mai vào lúc 10 giờ thì NailJob sẽ có buổi live stream hàng tuần, đó là tình tự tối thứ tư á, thì sẽ có đại diện của hãng Wave để tư vấn cho mình những cái cách xài sản phẩm làm sao cho đúng, để cho không có sản phẩm của mình ra nó đẹp nhất mà nó không có bị rắc rối gì. Đây NailJob lúc nào cũng muốn mấy anh chị mua cái sản phẩm nào về thì mình cũng phải xài được cái sản phẩm đó, và xài làm sao mà khách họ vui vẻ, họ trả tiền cho mình, chứ không phải là mua về rồi mình xài không được, mình xài không đúng cách thì cái chất lượng của sản phẩm nó ra không có như ý của mình. Cho nên luôn liên kết với công ty này công ty kia để có thể hỗ trợ cho mấy anh chị hết tất cả những cái mà sản phẩm mà mấy anh chị mua về trong tiệm nail của mình. Và thank you, chào tạm biệt.